Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video clip ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, ở video clip ngày hôm nay thì ô tô 360 chúng tôi lại giới thiệu đến quý vị và các bạn một mẫu xe sedan hạng C thương hiệu nổi tiếng của Nhật Bản quý vị và các bạn nhé. Đó chính là chiếc xe Honda Civic phiên bản 1.8 số sàn. Chiếc xe được sản xuất năm 2007, đăng ký năm 2007, đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội, và chiếc xe này vẫn còn nguyên biển 4 số từ 2007 quý bạn nhé. Đấy, biển 30H. Và chiếc xe này đã lăn bánh được 14 vạn km rồi. Thưa với quý vị và các bạn, chiếc xe này chạy rất là ít quý bạn ạ. Tí nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và các bạn xem về cái độ chạy ít của nó. Thứ nhất là căn cứ vào cái đồng hồ, thứ hai nữa là về lốp quý bạn ạ. Quý vị chủ xe thay lốp này từ 26 một đôi này, 28 một đôi, cả 4 quả lốp Michelin thay vào 2 thời điểm khác nhau nhưng đều rất là mới, rất là dày quý bạn ạ. Vì chiếc xe này chạy rất là ít. Hơn nữa là chiếc xe này đã được chủ xe độ thêm là bộ đèn này. Bộ đèn với lại một số option nữa mà chủ xe độ thêm thì lát nữa tôi sẽ giới thiệu cho quý vị và bạn. Đây là đèn pha bi xenon siêu sáng này, đèn LED này. Đấy, xi nhan bằng LED hết luôn quý bạn nhá. Đấy, rất là đẹp rồi quý bạn ạ. Và thưa với quý vị và các bạn, với chiếc xe này thì chúng tôi vẫn cam kết với quý vị bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, tất cả là còn nguyên bản, từ keo chỉ nguyên bản cho đến máy móc còn nguyên bản ạ. Và chiếc xe này thì chúng tôi đang bán với giá là 230 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda Civic 2007 biển Hà Nội này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị các bạn đang xem đây ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda Civic này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên trên kênh ô tô 360 này. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Sau đây tôi sẽ mời quý vị và các bạn cùng tôi tìm hiểu về chiếc xe Honda Civic 2007 này ạ. Mời quý vị và các bạn.
Thưa với quý vị và các bạn, vừa rồi thì tôi cũng đã giới thiệu cho quý vị và các bạn toàn bộ về phần ngoại thất, nội thất cũng như là về cái phần động cơ của chiếc xe Honda Civic 1.8 2007 đăng ký tên tư nhân biển Hà Nội này. Với chiếc xe này chúng tôi vẫn cam kết với quý vị và các bạn, thứ nhất là không tai nạn, thứ hai là không ngập nước, keo chỉ còn nguyên bản và máy móc còn nguyên bản, an ninh pháp lý thì là chúng tôi cam kết ổn chuẩn luôn quý vị các bạn nhé. Và với chiếc xe này thì chúng tôi bán là 230 triệu đồng quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Honda Civic 2007 này thì hãy liên hệ ngay với số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi 16 phố Tố Hữu, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe Honda Civic 2007 này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón nhận những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.